này chủ đầu tư ở đâu chú? Dạ? Vua Đàn Bát là công viên vàng hả? Công viên vàng hả? Ngoài Hà Nội à? Không, à, người đó. Trời ơi, nó vừa xây biệt thự. Xây đó muốn đi ra tới biển chứ phải như đây không còn. Đây là cái mặt nó ở châu là nó mở khách sạn lớn rồi chứ Nga chứ Trung Quốc mở không có sâu ở dưới biển nữa nhá. Đó. Cây này cây gì mà đẹp nhỉ? Cái cây này nước ngoài chứ đâu mà. Cây nước ngoài hả? Cây này nó giống như là cây trà là. Cây trà là hả? Rồi cái quả nhìn đã quá nhỉ. Cái quả hay là cái gì chú? Đó là bông đó. Hả? Ra, bây giờ mình mướn ra, cái đó là cái bông nó ra quả đó, cái trà là. Ồ. Ra quả xong rồi nó ra cây con luôn này. Ok, mắc lắm. Đây là cái con này. Không phải đâu, tại đâu phải để nó có cây con đâu đó đó. Đây cái con này. Không, mấy cái cây này là mấy cây nó sống cái rễ hỏng nó ra đây chứ nó không bao giờ là có trồng được. Trồng mà không bao được à? Ừ. Đây người ta cũng có trồng chứ nhưng mà đồ nó xây ngu khuyên mà ngu vui chơi luôn. Khu vui chơi mà cái mà nó để là công viên Bát là cái gì là công viên vàng ấy. Công viên vàng. Golden Bát. Golden Bát. Bên kia còn nữa kìa. Đó của nó đang xây đó. Này rộng mấy nghìn hecta chú? Rộng lắm. Thì có biển xa lắm, xuống biển. Xuống biển luôn. Dưới biển là nó có kìa, mấy nhà cao tầng không hết tới dưới biển luôn. Này chắc phải 2 năm nữa mới xong à? 2-3 năm nữa mới xong. Mà bây giờ nó xong rồi, bây giờ là khách du lịch ở đông rồi. Ở đây à có người ở rồi. Ở dưới biển ấy chứ. Cái công viên này nó hoạt động chưa chú? Chưa đâu không? Đang xây hả? Đang làm hả? Ừ, đang xây đó. Chú cha. Đang xây. Đẹp quá. Chú làm đây lâu chưa? Ừ, chú làm đây lâu rồi, chú bảo vệ mà. Có mình chú à? Đông chứ. Đông hả? Mấy chú không phải là 20 người. Chứ. 20 người. Đây cũng có biển rộng hết luôn này mọi người. À đúng rồi, đẹp như này. Rộng như này mà. Cái cầu kia để làm gì chú? Hả? Cái cầu kia để làm cầu gì? Cầu làm cảnh thôi. À làm cảnh nhá. Nó là xây cảnh cho khách du lịch người ta đi chơi. À cháu lên được cái nhá. Lên được không? Thôi cô đừng đi, cô đừng đi, mộng thấy mộng là chúng. À mấy ông thấy không làm. Chắc là xong rồi đó. Đẹp quá nhỉ. À, xong rồi thì con chú quyền đi chơi. Biết chừng nào xong? 2 năm nữa xong hết. Đúng 2 năm nữa đúng rồi, này. Mấy ngàn hecta mà. Có khách du lịch nó ở đó. Trên dạ. Là lúc nào xong là đón luôn. Cái nào xong là cứ đón, còn cái nào chưa xong là cứ xây. À,